Mến chào ông bà, cô bác, anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh Kim Anh Xứ Người. Hôm nay mình mời các bạn cùng với mình tham quan tiểu bang Washington, ngắm sắc thu của tiểu bang Washington ha. Thì sắc thu của tiểu bang Washington đó, thì cái màu lá nó màu cam, màu hồng, màu đỏ tươi, màu đỏ sậm rất là nhiều. Không như tiểu bang Oregon thì lá màu vàng nhiều ha. Cali cũng vậy, lá màu vàng nhiều. Còn ở đây thì màu đỏ, màu hồng, màu cam cam, màu đỏ đậm, màu đỏ tươi rất là nhiều luôn. Nhất là dọc hai bên freeway nè, mình đang đi trên freeway 5. Các bạn coi á, rất là nhiều dạng cảnh vật rất là đẹp luôn. Nhìn mấy cái cây này rất là đẹp. Đây đây, phía trước mắt mình có một cái cây màu đỏ tươi nè các bạn. Đây, một cây màu đỏ tươi nằm ngay góc ngã tư mà bị cái tòa nhà nó che rồi. Tí xíu nữa mình sẽ nhìn thấy đó, phía bên tay trái mình có màu cam kìa các bạn thấy không? Bên đường á có cây màu cam á, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình đi tiếp đây. Đây có cây màu cam nè các bạn. Đó, dọc dọc đây là cây màu cam thôi. Rồi mình đi dài dài lên phía trên này thì mình sẽ thấy nó còn nhiều màu đẹp nữa. Đây là cái con đường đổi màu lá rất là đẹp luôn. Thì mình mời các bạn cùng ngắm với mình nha. Vừa ngắm vừa nghe nhạc đi ha, cho nó thú vị. Thank you.
Thank you.
không? Thấy toàn là cây màu đỏ không ha, rất là đẹp luôn, mà nó rụng đầy ở dưới sân á, nhìn giống như là xác pháo các bạn, rất là đẹp luôn. Mà đây là không có được nắng lắm á, trời ở Washington lúc này nó hôm nay nó không có được nắng gắt, mà nó chỉ ui ui thôi, chứ nếu như mà nó có nắng tốt á thì các bạn sẽ thấy nó rực luôn, màu đỏ này nè, rực luôn đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã coi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp.